kiến tánh. Nguyên hạ nan tri lẽ chánh ta, muôn tường vàng ngọc chọn lựa ra. Nhiệm màu ẩn hiện trong tim óc, suy nghiệm cho rành biết Phật ma. Phật ma hình trạng giống in nhau, chỉ khác tâm mê tánh giác nào. Chu đáo biển minh câu thiện ác, mới khỏi lạc lầm thứ giả thao. Giả thao tô điểm rất tinh anh, cần biết đem ra thí nghiệm rành. Trùng độc ẩn sâu trong cốt tủy, bao đời khắc nghiệt chung quyên sanh. Quyên sanh khổ nhục kiếp mày hoa, đành thác tròn xong mối hận nhà. Sông ghé mắt nhìn trang lịch sử, chỉ cho khỏi thẹn với san hà. San hà huyền vũ anh tinh ba, tuấn kiệt tài hùng thao diễn ra. Khắc phục địch thù danh chói đỏ, muôn vàng tiết nghĩa dày hùng ca. Nam mô A Di Đà Phật. Long Xuyên, 27 tháng 2 năm 1949. Năm Mậu Tý. Phật là giác ngộ cái chân tâm, giáo đạo vô vi lý tuyệt trăm, hòa hợp từ bi năng hỷ xả, hảo cầu bác ai dẹp thù thâm. Nguồn tâm mãnh lực trừ tham ái, gốc tánh oai hùng trị dục dâm. Từ mãn độ tha trong ba tánh, bi tràng lễ thứ biết hồi tâm. Lục trần sắc tương chừng xem giữ tánh, thinh âm nghe đến khiến sao lòng. Hương nồng ngào ngạt khuyên đừng mến, vị thắm ngọt ngon dạ chờ trông. Xúc cảm cao sang danh dục vọng, pháp cầu danh lợi chớ nên mong. Sao điều hư thiệt bày rành rẽ, giữ đặng ngày sau
thoát cõi hồng. Lục căn mắt xem sắc tướng cũng như không, tai lắng âm thanh chẳng đồng lòng. Mỗi người hương thơm như chẳng có lưỡi lừa mỹ vị thế là không. Thân trừ vật dục tâm thanh tịnh, ý diệt tham cầu tánh sạch trong. Lục tặc tránh xa khuyên chớ đâm, căn nguyên Phật thánh ở nơi lòng. Tử vào tâm trí phải tâm cuồng, sắc đắm hao thân khí kém luôn. Tài nhiệm lụy thân đa khổ ách, khí hùng thù ghét có đâu xuôi. Thường hành lục tự niệm Di Đà, tửu sắc khí tài hại tránh xa. Nhưng mong cực lạc người đi đến, nơi chốn ngục tù chúng giáng ra. Mờ mờ tỏ tỏ cảnh u minh, trên mấy tầng trời xuất đầu tinh. Dưới đất chập trùng cây lá rủ, mơ màng cuộc thế buổi giáo trình. Tặng Vân Thanh. Nước sao vì gió, đục vì bùn, trước mặt kia xem cội bà tung. Tám tiết tư mùa màu chẳng đổi, quanh năm cuối tháng lá xanh ung. Da trời tuyệt sắc không son phấn, mặt nước trong ngần chẳng nổ đun. Tìm ra ngành ngọn bao nhiêu đó, muôn việc đều gom một tấc lòng. Ngoài cũng như trong, trong như ngoài, mê là phàm tục, ngộ như lai. Chuyện qua chuyện tới nay không nghĩ, tâm trước tâm sau hiền chẳng bày. Dưới cùng không ngơ, trên trong lòng ngang thời vắng kẻ, dọc không ai. Lưng trâu trang mục ngồi thong thả, khoảnh đất vô biên mặc cuốc cày. Ở trên không nóc, dưới không nền, tạ hữu hai đầu chẳng vách phên. Quân tử
tự lại qua không dính dáng. Tiểu nhân lui tới quậy tồn tánh, đói ăn khát uống buồn thì ngủ, mắt thấy tai nghe miệng nói rên. Vũ trụ càn khôn mang một tuổi, không hiệu không danh chẳng tuổi tên. Ráng kiếm ráng tìm được suốt thông, nghiệm danh sống đục riêng thi trong. Tám tâm khéo gợi tình tham luyến, tứ khổ không nao kẻ tục lòng. Đám trước đi ngay trong hổ huyệt, lũ sau lục thục đến thương tòng. Tạo mê mê tạo rồi ưu ái, vô lượng thi hài bỏ biển sông. Ba mươi tháng hai năm Canh Dần. Đám giặc ở tâm, đám giặc ma vương giấy cả thành. Tinh thần cố thủ quyết thừa tranh, mũi tên phiền não ghim đôi mắt, lưỡi kiếm mê si chép nát mình. Đất lòng sáu giặc mong xâm chiếm, vua tánh một thân chống toàn binh. Sông pha năm cửa tuông bầy khỉ, trừ tướng ma vương được thái bình. Ngày 21 tháng 6 năm Kỷ Sửu, cảm tác. Xinh xắn chi mày khéo chọc tao, cái vui cái đẹp cái sang giàu, khác chi bọt nước chòm mây đó. Đâu để cho mày dối gạt tao. Xác thân tử đại có gì đâu, trang điểm phấn son ướp mỡ dầu, bọc lớp ra ngoài coi đẹp nhỉ, trong ruột đổ người dám hửi lâu. Ngày 15 tháng 3 năm Canh Dần, tặng Hoài Ân. Thân tâm như mây bụi, vũ trụ nhẹ lông hồng. Phiền não nghiền tiêu tan, qua lại giữa hư không. Kể
vạn vật nắm lại trong gang tấc. Quả thiệt diệu chân tâm, cũng gọi ham tang thức. Nãy giờ Phật có về hay chăng? Phật đâu đi lại, Phật nơi nhà. Phật vốn tại lòng của chúng ta, trí được tịnh thanh là Phật ở. Tâm còn sao động, Phật liền ở xa. Nghe lời quyến rũ lòng không nhiễm, thấy sắc mơn man già chẳng ta. Đi đứng năm ngôi cân tượng chánh, thương hành bình đẳng kiến ma. Mãi mãi tịnh lòng thế mới hay, năm ngồi đi đứng chẳng ta tây. Tịnh giờ tịnh khắc hơn ngồi thất, làm Phật làm thân giữ cách đây. Đừng tưởng ngồi thiền lòng được lặng, chớ lâm nhập định tánh không lay. Phải tương ở chỗ thương huyên nào, lòng vẫn tỉnh luôn trí huệ khai. Tình chỗ nói làm tình với ta, tình không tính ác nói nắng ta. Tình non chẳng đúng gương tư thị, tình thất không phù đạo Thích Ca. Tình thể trường xuân tâm điếm lữ, tình như đạt mạ tách rừng ra. Tình Bồ Đề tánh câu vô ngại, tình vớt nhân sanh khỏi ai. Ngày 10 tháng 4 năm 1948, Phú Lâm. Tặng một ông lão có nhiều tánh đông. Ngọn lửa trong tâm vội cháy bừng, vô tình mở cửa gió ồ bừng. Trớ trêu sáu trẻ khiêu ta à, điên đảo một già véo ngần ngơ. Trong đồng chân nhân ngồi lặng lẽ, ngoài thềm động tử chảy không. Hồ lô lục yểm ta sinh mường, diệt lũ yêu tinh cứu khách trần. Tâm tức Phật
đêm ôm Phật ngủ ngáy khó khó, sáng thức dậy thời năm giữ cho. Đúng bữa ăn cơm nhai nhóc nhách, đến chừng ỉa đai cũng rõ rõ. Nằm ngồi cũng chẳng rời da thịt, nói ninh điều theo tới óc o. Đó đó rõ ràng ông Phật đó nhọc chi ngày tôi cứ rờ mò. Bài thơ đã nói rõ trên đây, ở bản tri âm kiếm chỗ này thấy rõ tục tiên nơi yêu ly. Hiểu rành chơn dạ chỗ hay hay. Thành công một đạp thì nên đạo, đắc quả ba roi đặng phép tài. Xét tận thánh phàm không mấy khác, nhìn ngay mặt nguyệt chớ nhìn tay. Tu và niệm Phật, tu là sửa đổi tánh lầm sai, tu nói làm xong tánh mãi hoài. Tu hiếu, tu trung, tu chánh trực, tu hiền, tu thảo, giả thanh bai. Tu không phạm đến 10 điều tội, tu chẳng rời quên tam lẽ ngay. Tu hối thần kinh tà quỷ khiếp, tu trong phải được lành bên ngoài. Niệm Phật, niệm trời, niệm thánh tiên, niệm cho tánh dữ hóa ra hiền. Niệm lòng thanh tịnh không sao động, niệm chi từ bi chẳng xò xiên. Niệm tánh quang minh tan ám muội, niệm tâm hỷ xả rất ưu phiền. Niệm hoài niệm mãi Di Đà Phật, niệm trọn đạo người, niệm giác viên. Tặng cô giáo Liễm ở Gò Công. Tu như sâu nọ qua cù bay, tu phải dày công luyện tánh hoài. Tu chẳng lừng chừng lòng ban tín, tu không dục tóc già mau phai. Tu trong giấc ngủ như khi thức, tu ở chim bao tờ ở ngoài. Tu
nói thì làm không bỡn cợt. Tu như đói bụng quyết ăn ngay. Hành đạo thuyết minh. Tu cầu tỏ ngộ bổn tâm mình. Hành đạo luôn luôn có đức tin. Nhân dự không hề không quả dự. Sự lành được chắc được duyên lành. Thành ma thành Phật giải ngộ định. Tâm giác tâm mê tại ngã sanh. Làm nói tương ứng theo chánh lý. Đầu tiên của kẻ biết tu hành. Phú Nhuận, ngày 9 tháng 3 năm 1952. Đáp cho ông Thiện Duyên. Tự tỉnh thân ta hết bại tội, tha cầu Phật lực giúp mau rồi. Nội tâm ngoại cảnh hằng thanh tịnh, an dưỡng liên đài chắc đây. Tôn chỉ đạo thầy. Thừa mạng kim sơn mới xuống đời, từ bi ngọn đuốc rọi nhiều nơi. Diệu con thiện chỉ qua sông khổ, hướng cảnh siêu màu được thanh. Thời muôn kiếp khỏi sầu miên, hôm sớm nghiêng vai trước bề tiền. Lãnh hội lời vàng trên lình phán ngang. Từ đây khỏi lạc rộng rộng tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Thanh sĩ, đêm 27 tháng 12 năm 1951. Nhắn cùng đồng đạo. Chánh đạo không duyên khó kiếm tâm, gặp rồi cố thủ chớ lời tâm. Tu nhân thêm phước đừng thêm tội, hành đạo cho thăng chớ để trầm. Đắc quả Phật tiên nhờ tỉnh giác, hóa ra ma quỷ bởi mê lầm.
thiện tín nên trì chí. Diệu pháp tất là phải thầm thâm, diệu pháp tất là phải thầm thâm, muốn cho thấy Phật ráng khai tâm. Tâm khai sớm được mau gần Phật, tánh giác còn lâu chậm thoát phàm. Siêu đọa đều do mình tạo lấy, Phật ma không thể cậy ai làm. Giảng kinh đã vạch con đường tiến, tùy bước chậm mau của nữ nam. Hồ Nam thân mến, Tokyo ngày 9 tháng 10 năm 1900. Định tâm chư Phật hiện, loạn tánh vạn ma sanh. Tâm Phật hiện thị giác, tánh ma sanh bất ngữ mình. Thân tâm giai tự chủ, đạo quả tất nhiên thành. Nhân khả y thử hành, phàm thân nại thanh linh. Thanh sĩ, lợi hại của mấy điều không. Tokyo ngày 26 tháng 10 năm 1946. Không ngạo mạn khiến trọng người trọng lễ, không chấp tâm khiến thân thế nhẹ nhàng. Không ghét ganh khiến chẳng tánh nghi nan, không tham dục khiến bảo toàn đạo lý. Không tự trị khiến cho người khác trị, không lỗi lầm khiến chẳng kỵ sợ. Không lợi danh khiến chẳng bờ đó đây, không sân nộ khiến lời đầy hòa nhã. Không kiên nhẫn khiến hoại hư việc cả. Không phiền ưu khiến thông thả trong lòng, không vì tư khiến chẳng sự bất công. Không biếng nhác khiến việc không bỏ hốt. Không cá nhân khiến làm xong đại cuộc. Không tha mình khiến chẳng buộc tội ai. Không tâm mê khiến đời chẳng nhiễm say. Không ích kỷ khiến lòng hay bố thí. Không suy xét khiến sự không thông lý. Không tự tin khiến nản chí dễ dàng. Không quyết tâm khiến khó vượt gian nan. Không biết thẹn khiến tài năng khó phát. Không chịu hối khiến thêm nhiều tội ác. Không trơn tu khiến đọa lạc không thôi. Không tâm lành khiến đức chẳng sanh sôi. Không niệm Phật khiến khó ngồi cực lạc. Không tỉnh ngộ khiến khó tìm bên giác. Không chú tâm khiến tà ác cuốn lôi.
không trì thiền khiến vọng động không thôi, không tưởng Phật khiến sự đời loạn tưởng, không nhân lành khiến sẽ không phước hưởng, không thí chung khiến phí uổng công tu, không thanh tâm khiến ánh huệ khó thu, không đuốc Phật khiến đời mù lạc lối, không tinh tấn khiến liên hoa khó tới, không trao tâm khiến lấp mối huyền vi, không tu nay khiến mai mốt khổ nguy, không hành đạo khiến bất kỳ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Làm theo Phật. Tokyo, ngày 25 tháng 4 năm 1966. Theo Phật nên theo việc Phật làm, làm theo lời Phật chớ lam nham. Chuyển thân được khỏi dòng sông tục, tế thế cho qua kiếp trược phàm. Tội phước hai đường minh biển rõ, tu hành một già quyết lo kham. Chân tâm chánh sự phăng phăng tới, giải thoát là điều tuyệt đối hàm. Trường thân mến, Tokyo, ngày 3 tháng 6, 1966. Trong mộng biết là mộng mấy ai, mộng không nhận biết, biết đâu sai. Thường người chỉ mộng trong đêm tối, có kẻ còn mơ ở giữa ngày. Chưa tỉnh chiêm bao đâu được hiểu, thức rồi dứt điệp mới là hay. Nếu đời tin mộng không tồn tại, nên mở mắt đi chớ kéo dài. Đường về cõi Phật rộng mênh mông, gặp Phật phải qua cánh cửa lòng. Nước bỏ tất không tìm được cá, cội lìa sẽ chẳng kiếm ra bông. Thánh phàm ai tạo suy thì biết, mê ngộ đâu sanh nghiệm sẽ thông. Đừng có đau nam mà chữa bắc, chú tâm được tức vạn môn tông.
cho đồng đạo ở quê nhà. Tu cho chánh, hành cho chân, đạo dìu dắt kẻ, đức nâng đỡ người. Đạo cho sáng, đức cho tươi, tu câu trí huệ, hành lời từ bi. Tu cho đúng, hành cho y, đạo thống được Phật, đức quy được người. Quê nhà anh chị em ơi, ráng đồng tâm lực trau dồi sự tu. Thấy tâm thấy Phật, tâm là Phật, tâm Phật mất đi mất niết bàn. Khuyên kẻ tu hành nên tự giác, giác mình mới được giác nhân gian. Hoa hảo thì phải hảo hoa, không hoa không hảo còn ra đạo gì. Cửa tư thì phải từ bi, ẩn dương nương Phật chỉ nguy sau này. Tình thương chân thật. Tokyo năm 1968. Nên đem cái tình thương riêng nhỏ hẹp biến thành tình thương rộng khắp muôn dân. Cái tình thương dạ dối đổi ra chân, thương người cũng như thương thân mình vậy. Thương để cứu chớ nên thương để hại, thương cao thanh đừng thương lỗi đê hèn. Đời tối tăm tình thương ấy là đèn, đời đau khổ tình thương trên tất cả. Giàu tình thương xã hội đời thông thả, nghèo tình thương khiến thiên hạ đạo điên. Cái tình thương có sức mạnh vô biên, xoay thời loạn ra thời yên trị được. Cái tình thương chuyển họa thành ra phước, người hòa vui nhờ có được tình thương. Cái tình thương ấm áp tờ thái dương, tình thương cũng như nước nguồn mát mẻ. Đời như thế đứa hai nhi mới đẻ, cái tình thương như sữa mẹ nuôi thân. Thời đại nào tình thương cũng thiết cần, tình thương mất người ta không tồn tại được. Dân tộc mạnh tình thương không mất nước, tình thương nhau phải lật khiến thế lương. Thật tình thương đem đặt dựa chiến trường,
chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt giữa cơn gây gỗ, cây gỗ kia tức khắc trở nên hoa. Thật tình thương đặt trong tánh người ta, người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Nếu tình thương trong lòng người để mất, thì người cùng thú vật khác nhau đâu. Đã là người chúng sống qua địa cầu, nên mở rộng tình thương nhau chân thật. Nguyễn Văn Thử thân mến, Tokyo ngày 18 tháng 8 năm 1967. Người tu cần phải giữ lòng tin, trì niệm Phật tâm chiếu tánh minh. Niệm Phật tới khi không tạp niệm, chiếu tâm đến lúc hết vô minh. Khói mê tan cả trời tâm sáng, sống nghiệp lặng sông nước tánh bình. Phải tự biết mình và tự ngộ, chớ đem ý chấp ngoài kỳ thính. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ở đâu? Phật ở đâu khi có người hỏi tới, chỉ vào tâm tôi liền nói ở đây. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Dùng tâm ngó không nên dùng mắt ngó, lấy tâm nghe đừng có lấy tai nghe. Ngó nghe luôn trong lòng chẳng bỏ bê, bọn lục tặc hết lăm le quấy rối. Ấy là diệu pháp về phương đối nội, nhưng còn phương đối ngoại cũng nên phòng. Lấy giới răn làm vách sắt thành đồng, dùng trí huệ từ tâm phong tướng ta. Cảnh đau khổ mê si nguyện giải phá, cho khắp nơi thiên hạ được an vui. Đổi trần gian thành cực lạc tốt tươi, khiến ai cũng thật là người Bồ Tát. Tát cạn sông mê là việc khó, lấp bằng bể khổ dễ gì đâu. Tuy nhiên khó dễ không do cảnh, do ở tâm người giác cạn sâu. Cảnh do tâm mà biên, tâm do cảnh mà sâu. Tâm cảnh đều không cả, biển sâu có do đâu. Thiện chơn giác ngộ tâm và cảnh,
Phạm Thánh cách nhau một ngoái đầu, tưởng Như Lai ở xa đâu, không dè sợ có hột châu trong mình. Nam mô A Di Đà Phật. Ráng tu cho giải khổ. Tokyo, ngày 13 tháng 8 năm 1969. Khổ mới tu, ráng tu cho giải khổ, chớ nặn lòng khi nặn nọ tai kia. Phước càng tăng thì tai họa càng liên. Ngục đời mở phải nắm chìa khóa đàn. Tu cố bước cho Tây phương Phật đạo, lắm trong gai hay khổ báo mặc dù. Nếu kiếp này không tu thoát phàm phu, kiếp tới mãi chìm sâu trong biển khổ. Khó gặp Phật để cầu xin cứu độ, khó làm người để nghe rõ kệ kinh. Tuy khó tu trong đời sống đạo binh, ráng tu có được thân mình ủng hộ. Tu thì phải tu cho lòng tỏ ngộ, đem pháp tu ra tế độ nhân sanh. Dùng đạo máu làm đời trược hóa thanh, lấy chánh giáo biến khổ thanh cực lạc. Đã biết rõ cõi trần là dối gạt, hãy quyết tu đừng để mắt say sưa. Nên nhìn đời như mây bị gió đưa, tắc lòng già thích ưa đời sẽ chết. Lâu mãi tắt sạch gương đầy bụi hết, luyện luôn thì sẽ hết tánh phàm phu. Đạo muốn thành cần phải dẻo chí tu, cả đời sống hướng về câu giải thoát. Nãy giờ Phật có về đây chăng? Phật đi đâu lại Phật nơi nhà? Phật vốn tại lòng của chúng ta. Trí được tình thanh là Phật ở, tâm còn sao đồng Phật liền xa. Nghe lời quyến rũ lòng không nhiệm, thấy sắc mơn man già chẳng ta. Đi đứng nằm ngồi cân tường chánh, thường hành bình đẳng kiên ma. Mãi mãi tình lòng thế mới hay, nằm ngồi đi đứng chẳng tà tay. Tỉnh giờ tỉnh khác hơn ngồi thất,
làm Phật làm thần giữ cánh ở đây. Đứng tướng ngồi thiền lòng được lặng, chớ lầm nhập định tánh không lay. Phải tướng ở chỗ thương huyên náo, lòng vẫn tỉnh luôn trí huệ khai. Tình trổ nói làm tình với ta, tình không tình ác nổi nắng ta, tình non chẳng đúng gương tư thì, tình thất không phu đạo Thích Ca, tình thề trường xuân tâm điểm lự, tình như đạt ma tách rừng ra, tình bồ đề tánh câu vô ngại, tình vượt nhân sanh khỏi ai hà. Ngày 10 tháng 4 năm 1948, Phú Lâm. Ráng tu siêu chớ tu đọa, gặp chánh đạo ráng tu thành Phật, đừng thối tâm để rớt lại phàm, thà bần cùng đức hạnh ghiên kham, hơn phú quý lỗi đàng đạo nghĩa. Tu thì đạo phải lo trau trịa, đạo không hành mất nghĩa nhà tu. Thấy những người đạo bỏ công phu, ta rất tiếc hơn châu ngọc mất, được làm người được theo đạo Phật, ấy là người hữu đức hữu duyên. Nếu nhất tâm tu niệm cần chuyên, kiếp này có thể lên Phật quốc, há vì cái lời danh tạm vật mà để cho vĩnh kiếp trầm luân. Mình lỗi không riêng tự đọa thân, mà còn khiến đọa luân rồng dõi. Nếu mình được nợ trần thoát khỏi, có thể làm mở trói tông môn. Nợ nào vì sung sướng cá nhân, không nghĩ tới tứ ân trọng đại. Người ở quấy tất không khỏi hài, tội đến nơi mới cải muộn rồi. Có lỗi lầm phải hối đi thôi, hối trước lúc Phật trời trừng phạt. Đời nước ngập đến bé mới tát, tất gợi thân cá mập cá xa. Nhân quả cần suy nghĩ kỹ ra, chớ vì lợi riêng ta mà khổ. Dù đời có lắm điều cám dỗ, phải chú tâm đừng có nghe theo. Nghe theo đời thường mắc nàng eo, nghe theo đạo mới nhiều hạnh phúc. Đã biết được con đường đạo đức, nên nhất tâm theo Phật mà thôi. Theo Phật thì tất khỏi luân hồi, theo đời khó tránh nơi lục đạo.
muốn sáng sủa nghe lời Phật bảo, muốn tối đen nghe lũ ma trêu. Mặt hạ đời có Phật thầy kêu, không nghe đến thì tiêu hồn xác. Thanh trì muốn vạn dân giải thoát, mà ý theo lời Phật khuyên luôn, khuyên nhủ luôn như giọt nước nguồn, bốn mùa vẫn cứ tuôn ra mãi. Nghe rất thương, không nghe cùng ai, chỉ tùy duyên giảng dạy cho tu. Giải quyết xong các nghiệp phàm phu, cùng chư Phật đồng cư chín phẩm, nơi biển ải không còn chìm đắm, khổ tử sanh hết bám vào thân. Vô minh không còn phủ thức thân, bổn lai tánh được chân diện mục. Tuy còn ở phàm mà hết tục, thân trần những tâm Phật Như Lai. Duyên đời con ở trần ai, duyên đời hết thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là con mất, nhưng thật ra đã hết tử sanh. Sáu đường trần khó trượt lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Tu cao cả ráng tu đừng chán, tu trở nên kệ tháng kệ năm. Trên đường tu chung thị nhất tâm, sống thác vẫn tu tâm tới Phật. Chí nguyện tròn ghiên không để mất, tất có ngày kiến Phật non linh. Như huyền trang tam tạng thỉnh kinh, dùng trí đạo thắng tình ma mị. Nếu vì tình nặng hơn vì trí, thì huyền trang đã lùi yêu ma. Tất còn gì gặp được Thích Ca, để thỉnh lấy cả ba kinh tạng. Tu bị thử thách nhiều giai đoạn, thử ngoại thân thử đến nội tâm. Tu mà không trí đạo dễ lầm, trí đạo cả quyết tâm càng thắng. Tu khó mấy cũng luôn cố gắng, thì công tu chắc chắn được thành. Việc tu là cốt ở sự hành, hành không đúng khó nên đạo quả. Đời vật chất văn minh thái quá, dễ làm cho lòng dạ say mê. Không chủ tâm lạc mất đường về, trong gì được tới quê cảnh Phật. Đời tạm giả nay còn mãi mất, mạt pháp người như ngất như say. Muốn cứu đời khỏi các họa tai, nên tiễn Phật vãng lai qua độ. Đủ phương pháp giáo đời tỉnh ngộ, khiến người hòa người độ lẫn nhau. Biết cùng thương biết dạy khổ đau, đổi đời tôi
ra màu trời sáng. Đồng trí huệ từ bi bình đẳng, như chư Bồ Tát cảnh như liên hoa, thế giới này sẽ được hiện ra. Nhưng chỉ những người ta lương thiện, muốn hay không ngày kia vẫn đến cơ nhiệm màu thâm viện nan tri. Nghe theo lời Phật rán tu trì, để giải kiếp mê si lần chót. Công rán bòn đức lành rán mót, tâm hành luôn hành chuốt trâu luôn. Công đức và tâm hành là nguồn, lấy đó nối liền luôn với Phật. Khuyến tín hữu khắp nơi trong nước, đường tu nên tiến trở nên lui. Tu khổ nhưng có một ngày vui, hãy nhất trí cùng nuôi hy vọng. Nam mô A Di Đà Phật. Tokyo, ngày 10 tháng 5 năm 1971. Từ Đông Kinh khuyên nhủ. Từ đất Nhật gửi về nước Việt vài lời thơ thấm thiết sâu xa, thăm đồng môn, thăm mẹ quê nhà, chúc được mỗi ngày qua lành mạnh, vững niềm tin, vững bề đạo hành, trên đường tu sát cánh tiến lên, bốn trọng ân cố gắng đáp đền, tám điều chánh ráng hành cho đúng. Gian khổ mấy cũng đừng nao núng, hãy lấy bi tri dùng thắng qua. Gặp chết đi tin có Di Đà, gặp khổ hạnh nhớ ra Phật Tổ, đường giải thoát, đường về tịnh độ, thật tu thì sẽ có ngày thành. Hãy nhất tâm lo việc tu hành, ráng cố gắng phát sanh thiện niệm, lúc nào cũng tự mình kiểm điểm, ác thì chừa, còn thiện thì theo. Hành thiện đừng sợ cảnh nguy nghèo, muốn giải khổ phải gieo giống thiện, có nhân thiện quả lành mới hiện, không tự tâm khó đến Tây Phương. Đạo là lành là cả tình thương, đạo là xác, là đường giải thoát.
lá thư Đông Kinh. Nếu không lành, không thương, không giác, ấy là tu trái ngược đạo mâu. Chứ Phật thân chẳng đổ cho đâu. Tu như vậy bao lâu cũng uổng. Lời Phật pháp biết tin biết chuộng, rán trâu rồi tư tưởng từ bi. Từ bi luôn ngôn ngữ hành vi, cả đời sống đều quy về Phật. Ví dụ có thay trời đổi đất, lòng từ bi đạo đức không thay, nhà tu hành đắc đạo xưa nay là nhờ được bền dai tâm đạo. Muốn gặp Phật, muốn ngồi sen bao, phải từ bi, phải đạo nhất tâm. Sống giác tâm giữa cõi mê lầm, hành thiện sự lúc nhân loại khổ, vừa tự độ và vừa tha độ. Khi thương ta liền nhớ thương người, ta được vui muốn kẻ được vui, ta tỏ ngộ giúp người tỏ ngộ. Tu sống bằng đại từ đại độ, ấy là tu đúng lộ từ bi. Người thật tu theo đó mà đi, chắc chắn tới liên trì cực lạc, thật an vui hoàn toàn giải thoát, hết khổ đau, hết kiếp luân hồi. Đạo tâm nên gắn bó trâu rồi, hỡi tín hữu khắp nơi trong nước, hướng về Phật tu bồi huệ phước. Dầu cảnh đời trái ngược dường bao, khổ mà tu được mới siêu cao, chớ thấy khổ ngắn ngao đạo lý. Cũng đừng vì tiền tài danh vị mà lãng quên tâm trí tu hiền. Vạn sự đời trong cảnh biến thiên, mê đời chỉ đảo điên sâu khổ. Đời như mộng, hãy tình đời chớ có mê đời.
đời cuối cùng bỏ hết cả thôi, đạo mới được khỏi nơi sanh diệt. Đời ngắn ngủi nên tu ráo riết, đời khổ đau nên biết thương nhau. Đem hòa bình ngăn cuộc binh đao, cho nhau sống, cho nhau hạnh phúc, cho xã hội có mùi đạo đức, và cho dân nước được an vui. Từ Đông Kinh khuyên nhủ mấy lời, xin dừng bút hẹn nơi thơ. Phật răng lặng sóng bửu châu bay, giao đồ đến màn sơn lạnh khai, hòa hiệp chờ xem kỳ diệu lắm. Hảo nhuận bốn biển hương nồng bay, Phật khuyên nhân sanh chớ nào buồn, giáo rằng tuy rồi sẽ rồi xuống, hòa trong hiện tại dầu ai mua, hảo đức tôn sư kết thúc.